kính chào quý vị và các bạn rất vui khi được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh truyện đàn bà em gái tôi quỳ xuống và cầu xin tôi trong nước mắt em yêu anh ấy em không thể sống thiếu anh ấy xin chị hãy tha thứ cho chúng em đứa bé trong bụng em không thể không có bố loan không thể tin nổi những gì mà em mình đang nói chồng cô sẽ lại có thể là bố của đứa con trong bụng em gái mình Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện đầy cay đắng của người vợ trong mối quan hệ anh rể em vợ ngày giờ đây. Loan lấy bảo được 2 năm vì nhiều lý do nên cả hai đã nhất trí hoãn có con lại một vài năm bởi họ còn đang rất trẻ. Nhà rộng nên em gái Loan làm may Sài Gòn ở cùng nhà với chị để đỡ gánh nặng thuê nhà mà chị em lại chăm sóc được cho nhau. Loan là nhân viên dự án giáo dục nên đi vắng luôn, chỉ để hiền em gái mình lo cơm nước nhà cửa cho bảo vốn chị em thương nhau hòa thuận nên loan tin hiền sẽ giúp cô quản lý được ông chồng nhờ hiền biết để ý tới anh rể và thu xếp nhà cửa tinh tươm nên loan rất hài lòng chị càng vững tin và chồng hơn khi cô em báo cáo anh không đi chơi qua đêm bao giờ mọi chuyện cứ thế trôi đi cả ba anh em vẫn sống vui vẻ cho đến khi loan phát hiện trong phòng ngủ của hiền có quần nhỏ của chồng ban đầu cô tự lý giải có lẽ hiền giặt và cầm nhầm vào phòng nhưng lại sững sờ khi thấy vỏ bao coi xu dưới đệm lần này là hoang mang thật sự lẽ nào bảo và hiền lại làm cái chuyện xấu hổ đó khi cô vắng nhà một bên là chồng một bên là em gái ruột khiến cho loan càng khó xử suy nghĩ một đêm loan quyết tâm tìm ra chứng cứ để phá bỏ mối nghi ngờ trong lòng cô báo với hai anh em sẽ đi công tác đột xuất một tuần nhưng thực sự là cô đi thuê phòng khách sạn để nghỉ đến hôm thứ hai cô bất thình lình trở về nhà không báo trước nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng cô chết lặng khi thấy bảo và hiền đang trong tư thế như adam và eva vẫn đang ngủ ngon lành sau những phút cuồng nhiệt loan hét lên đau đớn và gây tởm còn hiền chỉ kịp vớ chiếc váy ngủ tròn lên người và quỳ xuống cầu xin em yêu anh ấy em không thể sống thiếu anh ấy được chúng em đã rất nặng tình với nhau và đứa bé không thể không có bố ạ à? Em mong chị hãy tha thứ và chấp nhận bọn em Loan không tin nổi những gì mà mình trải qua Lại như một cơn ác mộng hãi hùng Càng đau đớn hơn Khi người mà cô yêu thương Không thể thanh minh cho hành động của mình được nữa Sự im lặng của anh Như vết dao nhọn, sắc Đâm vào trái tim cô Chưa bao giờ cô nghĩ có một ngày Cô em gái mà mình nhất mực cưng chiều Lại thay thế vị trí của mình Loan biết Chính cô đã tự tay trao đi hạnh phúc của mình Và đẩy trách nhiệm làm vợ cho em gái Trong những lần công tác Và ngay cả khi ở nhà Không thể làm gì hơn Cô trao đổi với Bảo để anh tự quyết định Với người khác Chắc mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến vậy Vì cô không thể đánh ghen hay đối xử gì tệ bạc với Hiền được Nhưng Loan nghĩ Bố mẹ hai bên gia đình sẽ không chịu nổi Nếu mọi chuyện trở nên phức tạp Ngược với Loan Phương 32 tuổi buôn bán ở chợ Đồng Xuân khi biết chồng và em gái có quan hệ với nhau Đã lập tức ném 10 triệu trước mặt hai người rồi nói Nếu hai người muốn nhau đến như vậy Thì cầm tiền thuê một khách sạn nào đó Mà ngủ với nhau cho nó chán đi Quyết định sẽ cắt đứt tình chị em Phương Tịch thu luôn căn nhà cho cô em mượn ở tạm Khi chưa đủ điều kiện mua nhà Cô cho rằng mình đã nuôi ông tay áo Khi dọn một cỗ quá ngon Cho hai kẻ đốn mặt được ta hồ thưởng thức Bắt đầu từ đó Hai chị em coi nhau như kẻ thù Còn trong gia đình Phương hiếm khi nào thấy hai vợ chồng không cãi cọ và to tiếng phương coi chồng như kẻ thừa trong gia đình trước đây tiền buôn bán hàng tháng phương đều đưa cho chồng một chút để anh tiêu xài mua sắm thì bây giờ đã bị cắt bỏ bữa cơm gia đình luôn có những tiếng đay nghiến trì trích của phương ngay cả những đứa con cũng bị ảnh hưởng bởi lời nói bóng gió của cô không dạy mày sớm thì mày lại hư thằng bố mày thôi sao cô khổ thế này từ chồng đến con đều vô tích sự cứ thế, mâu thuẫn trong gia đình ngày càng đầy lên cao bởi sự hờn ghen tủi hận của mình. Quá mệt mỏi, Trung, chồng Phương đòi ly hôn nhưng cô không chịu. Phương tuyên bố sẽ trả thù hai người một cách cay đắng nhất. Đó là để Trung phải nếm mùi đau khổ của cuộc sống gia đình. Chìm sâu trong sự hận thù đó, Phương không biết rằng chính cô đang tự hành hạ mình. Thưa quý vị, cũng là câu chuyện em vợ và anh rể, nhưng theo một khía cạnh nào đó, thì mối tình này không hề xấu xa hay là khinh bỉ như mọi người vẫn thường nghĩ. Gần đây thì trên mạng xã hội hay chia sẻ chóng mặt câu chuyện tâm sự của một cô gái và cái điều gây tranh cãi kịch liệt trong câu chuyện của cô gái này đó là anh rể và chị gái của cô đã ly dị và có với nhau một bé gái nhưng cô gái lại đem lòng yêu và muốn cưới anh rể của mình. Nội dung cụ thể của câu chuyện được đăng tải như sau. Chào mọi người, mình là một cô gái sinh năm 97, Tâm trí mình thực sự rất rối bời và hỗn độn Mình thực sự cần sự chia sẻ Mình muốn gửi bài viết này lên để lắng nghe và tham khảo ý kiến của mọi người Một cách ẩn danh Mình yêu và muốn cưới anh rể mình Khoan anh nghĩ xấu về mình Vì câu chuyện của mình không phải một mối tình xấu xa và đáng khinh bỉ Anh rể và chị mình đã đi dị Họ có với nhau một bé gái Bây giờ thì bé đang ở với bố anh rể trong mắt mình và cả gia đình mình là một người vô cùng tử tế và tốt bụng Và được lòng cả nhà Thực sự, mình đã thầm thích anh từ những ngày đầu anh về làm rể trong nhà Bởi, chưa bao giờ mình gặp người con trai tốt nhanh cả Việc thi vào đại học cũng là từ sự tham khảo ý kiến của anh Giờ món quà đầu tiên đắt giá là chiếc xe máy lít Cũng là anh tặng khi mình đỗ đại học Rồi khi đi học xa nhà Thỉnh thoảng anh cũng cho mình tiền Và cũng luôn động viên định hướng con đường cho mình anh hoàn hảo trong mắt mình biết quan tâm chiều chuộng vợ lại còn biết nấu ăn cũng trong tập gym nữa và làm quản lý của một ngân hàng công việc mơ ước gia đình tốt khi nghe tin anh chị ly dị mình vô cùng ngạc nhiên và rất sừng sốt cả bố mẹ mình cũng sốc nặng chị mình đã ngoại tình hai chị em có nhiều đêm tâm sự lý do chị đưa ra khiến mình vô cùng cam phẫn Đến nỗi giờ giữa hai người như chiến tranh lạnh với nhau Chị bảo Ở bên anh Cảm giác quá yên bình và nhàm chán Anh quá tốt Và sự hoàn hảo đó Khiến chị không còn cảm xúc phiêu lưu mới mẻ Cảm thấy có cái gì đó rất cũ Nói về chị mình Chị cũng là một người giỏi và tài năng Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Chị đi du học ở Mỹ theo diện học bổng Một nữ cường Hiện tại chị cũng là một quản lý của một công ty có tiếng và người chị ngoại tình là một ông chú người Úc, năm nay 62 tuổi. Thậm chí gần bằng tuổi bố mình, bố mình 64. Cả hai dự định sẽ sang Úc định cơ vào năm sau. Cũng là ý định bước tiến về tương lai của chị. Nói về anh gì, có lẽ anh thực sự hiền. Và những người phóng khoáng, thích phiêu lưu như chị, có lẽ ngay từ đầu đã không hợp với anh. Mình nghĩ, từ lúc ly hôn, cuộc sống của anh vẫn thế. Vẫn đi làm, Chamberna thỉnh thoảng vẫn gặp chị mình, lễ hay sinh nhật lẫn điện thoại chúc bố mẹ mình. Mình có qua thăm anh vài lần, nhưng mình thấy trong mắt anh dường như mất đi niềm tin vào cuộc sống. Anh trở nên lãnh đạm hơn, ít nói hơn. Vẫn là nụ cười đó, đẹp trong mắt mình, nhưng thoáng những nỗi buồn trông thấy. Mình đã hỏi mẹ, liệu mình có được yêu anh không? Mẹ không trả lời và cũng không đưa ra lời khuyên gì cả. Chỉ đưa mắt nhìn xa xăm đầy luyến tiếc Còn bố khi nghe câu hỏi Bố chỉ bảo Chị con đã làm khổ người ta rồi Bố cũng thương nó lắm Giờ bên thông gia họ ghét mình Đó thực sự mới là rào cản Hơn nữa con cũng có nhiều người theo đuổi Nên chọn con đường dễ dàng một bước Chớ nên xa chân vào bụi rậm Còn bé Na nữa Rồi sau này con và bé Na sẽ đối diện với nhau thế nào Mình thực sự muốn cưới anh Muốn được chăm sóc cho anh Muốn được trò chuyện với anh mỗi ngày Điều đó là mình phát điên Mình thực sự yêu anh Mình thực sự muốn trải lòng Đai gặp hoàn cảnh này chưa Theo chuyên gia tư vấn tâm lý thì Khi chồng có quan hệ ngoài luồng Nhất lại là những người thân của mình Chị em thường bị suy sụp và choáng váng Vì đó là những người họ không đề phòng Đến lúc phát hiện Thì mọi chuyện đã đi quá xa Tình cảm lại không có ranh giới gì Hai người gần gũi nhau chăm sóc Quan tâm với nhau Nảy sinh tình cảm là điều không tránh khỏi Vì thế Chị em không nên quá vì công việc Hay vì những ham mê của mình mà quên đi nghĩa vụ làm vợ Các ông chồng cũng nên kìm chế lại những cảm xúc của mình Để giữ hạnh phúc Và mối hòa gây gia đình Không phải chỉ với cô em vợ Mà với cả các cô gái khác Thưa quý vị nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy Các chị vợ nên khéo léo Ứng xử để giữ gìn hạnh phúc gia đình Đừng ích kỷ biến gia đình Thành một nơi địa ngục để trả thù nhau người bị tổn thương không ai khác chính là họ những người không đáng phải chịu con cái và bố mẹ của cả hai bên còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin được hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.